Xin chào mừng các bạn và anh em quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi Xe Hàn Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu bạn anh em là chuột côn dưới của dòng xe Mitsubishi Chiton. Chiton này là máy xăng nhé, Chiton máy xăng. Đây sản phẩm được nhập trực tiếp từ Mitsubishi Moto về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe, chúng ta chạy xe trên đường bị hỏng mất cái chuột côn này, thì đó bắt buộc các bạn phải thay thế để đảm bảo xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Thì làm sao phân biệt đâu là hàn xịn chính hãng thay thế? Thì trên cái sản phẩm nó có chữ Nissin này, Nissin nổi lên này. Thì đây là hàn xịn chính hãng nhá, dập nổi luôn, đúc nổi luôn đây. Thì đấy là hàn xịn chính hãng thì có chữ Nissin này. Đấy thì anh em trong quá trình mà hỏng thì các bạn cần thay thế, các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi Hàn Việt, website phutungmitsubishi.vn. Các bạn xem thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ anh em cách hoàn toàn miễn phí. Và các bạn đừng quên để lại bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này.